Cô gái này đã 30 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa kết hôn. Nhưng mà các bạn nhìn vào thái độ sống của cô ấy mà xem. Làm gì có giống bộ dạng của một gái ế cần tình yêu không hả? Tôi nói nhỏ nhưng mà thật với bạn nhá, cô ấy cực kỳ ghét giống đực trên đời này. Đấy, bạn nhìn mà xem, có ba người đàn ông ở bên kia đường huýt sáo tán tỉnh cô, họ dùng những lời nói trêu chọc cô. Lúc này, cô gái dừng bước chân lại, rồi nhìn chằm chằm vào bọn họ. Những người công nhân vốn đang cảm thấy rất đắc ý, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi gượng gạo. Sau đó thì hơi hơi lạnh gáy, cuối cùng, họ lại vô duyên vô cớ mắng cô vài câu, rồi lủi thủi rời đi. Cô ấy tên là Cassandra, mặc dù trông cô rất là ngầu lòi. Nhưng thật ra cô đã phải trải qua một quá khứ đầy bi thảm, và cuộc sống không mấy vui vẻ. Món quà sinh nhật lần thứ 30 của Cassandra là một chiếc vali được tặng bởi bố mẹ, ý bảo cô hãy cút ra khỏi nhà họ. Nhưng mà cô làm gì có tiền đâu. Năm đó, rõ ràng cô đã đậu vào trường đại học y danh tiếng của đất nước, nhưng hiện tại lại làm một nhân viên bưng bê ở quán cà phê nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã làm được 7 năm rồi. Cô đẹp đến mức phát sáng, nhưng lại không có chí tiến thủ. Điều cô phiền não nhất chính là bố mẹ đã nhiều lần thúc giục cô kết hôn, nhưng cô cứ không thèm tìm đấy. Không một ai biết được rằng, cuối tuần nào cô cũng trang điểm rất tỉ mỉ, cẩn thận. Một mình đến quán bar để uống say bét tè lè nhè, cô ốm đến mức còn chẳng có sức để đứng dậy. Quả nhiên một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ như cô đã được mấy anh chàng để ý đến. Ôi trời ơi, thơm ngon đó, các chú ạ. Cưng à, em có thể giữ chút tự trọng cho riêng mình không hả? Hừ, mấy cô gái như thế này, luôn cố tình đặt mình vào thế nguy hiểm để chờ chúng ta đến lấp đầy ấy mà. Thật không thể tin nổi, mấy anh chàng này ăn mặc lịch sự, tây trang đàng hoàng. Vậy mà lại nói ra những lời tục tĩu không thể nào chấp nhận nổi thư thế. Đã thế còn không biết liêm sỉ muốn đưa Cassandra về nhà mình, họ đang chuẩn bị giở trò đổi bại với cô. Và đợi đến khi họ càng ngày càng quá trớn hơn nữa thì... Ê, tôi đang hỏi là anh đang làm cái quái gì vậy hả? Không sai, cô ấy chỉ đang giả vờ say thôi, hơn nữa đây không phải lần đầu tiên cô làm như vậy. Bộ cô ấy là biến thái à? Hay đầu óc có vấn đề? Không hề, nhưng đó chính là nỗi đau được chôn giấu sâu trong lòng cô. Trong bức ảnh là người bạn thân nhất của Cassandra, cô ấy là ngôi sao sáng nhất trong lòng Cassandra thời đi học. Nhưng bởi vì uống say trong bữa tiệc ở đại học, cô ấy bị một tên nam sinh thô lỗ ở trường cưỡng hiếp ngay trước mặt mọi người. Sau chuyện đó, hắn ta dựa vào quyền thế của gia đình mình mà dễ dàng thoát tội. Ngược lại, Nina lại bị những lời bình ác ý của mọi người xung quanh chèn ép đến trầm cảm. Cô tuyệt vọng phải thôi học, cuối cùng thì tự sát. Cái chết của Nina khiến Cassandra mất đi hoàn toàn hy vọng trong cuộc sống này, đồng thời cũng làm mất đi niềm tin vào đàn ông. Mãi cho đến ngày hôm đó, một người đàn ông với gương mặt hiền lành bước vào quán cà phê. Anh vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là nữ thần mà anh luôn thích thầm thời đại học. Anh vụng về bắt chuyện với Cassandra, nhưng Cassandra rất không khách khí mà dùng thái độ khó chịu đáp lại anh. Nào ngờ Ryan lại không hề tức giận, anh cầm cốc cà phê lên nhấp vài ngụm. Ryan cực kỳ kiên nhẫn và quyết tâm, từ hôm đó trở đi, anh hôm nào cũng đến quán cà phê để tìm Cassandra. Có một hôm, hai người họ nói chuyện với nhau trong quán, Ryan đột nhiên lại nhắc đến những người bạn học cũ ngày trước. Anh vốn muốn kéo gần khoảng cách với Cassandra hơn, nhưng ai mà biết được, người mà anh nhắc đến lại là con người đó. Lúc này, Cassandra mới biết được tên đó đã về nước, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn. Buổi tối, Cassandra đọc dòng trạng thái mới của anh ta và những lời bình luận chúc phúc bên dưới. Từng comment, từng nút like đều khiến cho cơn tức giận bên trong của cô bùng nổ. Một kế hoạch điên rồ lóe lên trong đầu của Cassandra, và tất cả những kẻ đã làm tổn thương Nina hồi đó đều đừng hòng trốn thoát. Ngày hôm sau, Cassandra hẹn gặp một cô bạn học cũ, cô ta cũng chính là đối tượng trả thù đầu tiên của cô. Ba người bọn họ từng là một nhóm chơi với nhau vô cùng thân thiết. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, Nina đã tìm đến cô ta để cầu cứu. Nhưng cô ta lại đem chuyện này thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Đã thế còn nói đấy là Nina tự chuốc lấy và cô ấy xứng đáng bị như vậy. Mãi cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn khăng khăng là mình không hề sai gì cả. Này, nghe nhé, khi mà cậu say rượu thì chuyện đó rất dễ xảy ra mà. Đừng đem chuyện mình say xỉn ra để lấp liếm như thế. Lại còn hy vọng tất cả mọi người tin rằng mình bị hấp diêm. Thế nhưng khi mọi chuyện xảy ra trên người của mình, thì cô ta có còn nói như vậy không nhỉ? Ly rượu trên bàn được mang lên hết ly này đến ly khác, ánh mắt của Madison càng ngày càng trở nên mơ hồ. Chân tay càng ngày càng trở nên không còn sức lực khi Cassandra đi đến quầy bar. Cô trao chìa khóa khách sạn và một sấp tiền cho một người đàn ông. Tiền của anh ở bên trong phong bì này, cô có chắc về chuyện này không? Đương nhiên rồi, không cần nghĩ cũng biết kế hoạch của Cassandra là gì. Đợi đến ngày hôm sau, cô nhận được tin nhắn thoại của Madison. Cassandra hiểu rằng mình nên tìm đến mục tiêu tiếp theo rồi. Đang đi trên đường mà bị người lạ hỏi đường, thì nhất định phải cẩn thận đấy nhé. Cô học sinh này, đột nhiên bị một người xa lạ đi ngang qua hỏi đường. Trong lúc vô ý, Cassandra đã tiết lộ mình là một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Bây giờ cô đang trên đường đi trang điểm cho một nhóm nhạc pop nổi tiếng. Mà trùng hợp thế nào, nhóm nhạc đó lại chính là thần tượng của cô học sinh này. Amber ngây thơ vô cùng phấn khích, nhất nhất đòi ngồi lên xe đích thân chỉ đường cho người phụ nữ xa lạ. Hơn nữa còn chủ động đưa điện thoại của mình cho Cassandra, thề rằng mình nhất định sẽ giữ bí mật. Cô bé Amber đáng thương không hề biết được những chuyện tiếp theo đến với mình sẽ là cái gì. Bởi vì người phụ nữ này đang trong quá trình thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Mà mục tiêu lần này của cô chính là mẹ của Amber, hiệu trưởng Elizabeth. Cũng chính là kẻ đã bao che cho tên tội phạm cưỡng bức Nina năm đó.
7 năm trôi qua rồi, bà ta vốn đã chẳng còn nhớ đến chuyện này nữa. Khi nghe Cassandra nhắc đến tên của người đàn ông đó, bà Elizabeth còn mặt đầy kiêu ngạo nói anh ta là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp loại ưu ở trường. Nhưng khi Cassandra nói đến vụ án năm đó, hiệu trưởng Elizabeth ngay lập tức trở nên u ám, sau đó lại nhanh chóng điềm tĩnh lại. Trường chúng tôi thường xuyên nhận được những lời buộc tội như vậy. Tần suất 2 tuần một lần, cũng có thể là một tuần. Chẳng nhẽ cô muốn tôi hủy hoại cuộc đời của những chàng trai trẻ? Mỗi khi nhận được những lời buộc tội như vậy sao? Cassandra không nhịn được mà bật cười, cô ấy nói với hiệu trưởng Elizabeth, cô con gái đáng yêu của bà ta đã được đưa đến căn phòng mà năm đó Nina bị làm nhục. Bên trong còn có vài tên nam sinh và rất nhiều rượu ở đó. Cái gì cơ? Tôi chắc chắn rằng bọn họ sẽ chăm sóc cho con gái bà một cách cẩn thận. Hiệu trưởng không thể nào tin nổi, bà nhấc điện thoại gọi cho Amber. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở bên phía Cassandra. Thấy Cassandra đang cầm trên tay điện thoại của con gái mình, người phụ nữ lúc nãy còn đang rất điềm tĩnh cuối cùng cũng không thể nào ngồi yên được nữa. Nói cho tôi biết con bé đang ở đâu. Nói cho tôi biết con bé đang ở căn phòng chết tiệt nào. Ngay bây giờ, con biến thái chết tiệt. Mau nói cho tôi biết con bé đang ở đâu. Sự tức giận dần dần biến thành phẫn nộ. Cô đã đúng, vậy được chưa? Đó là tất cả những gì vậy muốn nghe đúng không? Cô đã đúng, cả nhà cô đều đúng. Đây là một sự thỏa hiệp, nhưng rõ ràng tuyệt nhiên vẫn không phải là sự hối hận. Cassandra không nhịn được mà nở nụ cười khổ. Đổi lại thành người mà bà yêu thương thì lại nghĩ khác ngay đúng không? Thả lỏng đi nào. Hiệu trưởng Elizabeth à, bà thật sự nghĩ rằng tôi sẽ làm chuyện như vậy sao? Cũng may cho bà là tôi không tin tưởng vào những cậu nam sinh giống như bà. Thật ra Amber không bị làm sao cả, Cassandra chỉ là để cô bé ngồi đợi ở trong phòng, bao gồm cả việc trừng phạt cô bạn cùng lớp Madison trước khi trả thù người đàn ông đó. Cassandra chỉ là muốn dọa cho họ một trận mà thôi, điều này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Đáp án sẽ được giải đáp ở ngay phía sau đây. Đối tượng trả thù thứ ba chính là luật sư đã giúp đỡ tên đàn ông đó thoát tội. Cassandra vốn định tìm sát thủ đánh cho hắn một trận tơi tả, không ngờ khi cô nói ra chuyện về vụ án đó, luật sư ngay lập tức nói ra tên của Nina. Ông quỳ xuống bật khóc trước mặt Cassandra. Tôi đã không thể nào ngủ được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình khi đã làm ra những chuyện như vậy. Tôi tha thứ cho ông. Tôi thật sự rất xin lỗi. Suy cho cùng, ông ấy không phải là thủ phạm trong vụ này, nhưng lại là người duy nhất trong câu chuyện thật sự hối hận và suy sụp tinh thần vì tội lỗi của mình. Và những điều mà Cassandra muốn cũng chỉ là như vậy thôi. Sau đó, Cassandra tìm đến chỗ của mẹ Nina. Bà cũng động viên cô hãy bỏ qua quá khứ và bước tiếp. Ít nhất thì cô cũng đã đổi lại được một chút công bằng cho Nina. Cassandra không nói gì cả. Sau khi trở về nhà, cô nhìn dòng trạng thái mới nhất của người đàn ông đó, rồi dứt khoát hủy kết bạn. Cô vứt bỏ quyển sổ nhỏ của mình. Có lẽ đã đến lúc cô phải buông tay rồi. Cassandra tìm đến chỗ Ryan, người vẫn luôn yêu thầm mình và tỏ tình với anh. Bắt đầu một cuộc sống yêu đương, vui vẻ, tích cực. Tất cả mọi thứ đang đi theo đúng hướng bình thường, hạnh phúc. Mãi cho đến ngày hôm đó, cô bạn học Madison lại một lần nữa tìm đến chỗ Cassandra. Sự trả thù của Cassandra lần trước khiến cô ta đã có chút kiểm điểm lại. Madison đưa cho Cassandra một chiếc điện thoại, bảo cô hãy xem video ở bên trong đó. Đợi đến khi Cassandra quỳ xuống, run rẩy mở đoạn ghi hình ra, lúc đó, cô mới hiểu, mối thù hận này, cô mãi mãi không thể buông bỏ được. Cassandra xem video mà bật khóc nức nở. Bên trong chính là cảnh cô bạn thân nhất của cô, Nina, bị cưỡng hiếp vào 10 năm trước. Ôi trời ơi! Không, đây đúng là điên rồi mà. Khi cô ấy bị làm nhục, những người bên cạnh lại cười cợt, chế giễu. Nhưng điều khiến Cassandra càng phẫn nộ hơn cả là bên trong còn có bạn trai hiện tại của cô, Ryan, người yêu của cô, vậy mà lại là một trong số người hãm hại cô bạn thân nhất của cô. Lúc này, tất cả những đau khổ, bi thương lại một lần nữa ập vào đầu Cassandra. Ngay đến cả cơ thể cũng xuất hiện phản ứng. Cô đi đi lại lại ở ngoài sân rất lâu, cho đến khi tất cả nỗi đau được tập hợp lại thành kế hoạch trả thù, Cassandra mới đi đến bệnh viện nơi bạn trai mình làm việc. Nhân lúc hai người thân mật, cô mở đoạn video ra. Ryan lúc này đã chẳng còn nhớ gì nữa, còn xem một cách vô cùng kích thích, cho đến khi bên trong phát ra giọng nói của chính mình. Rồi lại nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Cassandra, Ryan vội vàng giải thích. Anh không nhớ, anh không nhớ gì cả, anh. Lúc đó, anh chỉ là một đứa trẻ. Cassandra không muốn nghe những lời nói vô nghĩa này, cô uy hiếp bạn trai cũ của mình nói ra địa chỉ nơi tổ chức đám cưới của người đàn ông đó. Nếu không sẽ đem video này gửi cho tất cả những người quen biết anh. Ryan rất nhanh đã thỏa hiệp. Chắc em sẽ không vì điều này mà coi anh là người xấu đâu chứ. Anh ta bắt đầu bày tỏ cảm xúc của mình với Cassandra, anh hy vọng cô có thể tha thứ. Thấy Cassandra không chút suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối, Ryan phút chốc thẹn quá hóa giận. Cho nên, em rất là hoàn hảo đúng không? Em không bao giờ làm những chuyện đáng hổ thẹn nào hay sao? Anh thậm chí còn không làm cái mẹ gì cả mà. Cô đúng là con điếm phế thải. Người quan sát là người không làm gì cả. Đúng nhỉ, anh ta chỉ là đang phớt lờ hành động xấu xa, dung túng cho cái ác, phản bội, chống lại công lý mà thôi. Anh ta chỉ là người âm thầm lặng lẽ quan sát người ta làm chuyện ác mà không làm gì cả. Trong bữa tiệc độc thân của người đó, Cassandra mặc lên mình bộ trang phục của y tá, đội một bộ tóc giả, cô trang điểm rất đậm, mang theo lòng quyết tâm đi đến nơi trả thù cuối cùng của mình.
Khoảng khắc nhìn thấy Cassandra, tất cả các chàng trai ở đó đều rất hưng phấn. Tưởng rằng cô là một vũ nữ thoát y, bọn họ quỳ xuống trước mặt Cassandra cầu xin cô y tá xinh đẹp chữa trị cho mình. Nào ngờ, cô em gợi cảm này lại thật sự mang theo thuốc, đợi đến khi tất cả mọi người đã uống thuốc mê mà cô bỏ vào nước. Cassandra đưa tên đầu sỏ tỉnh táo duy nhất đi lên trên lầu, lấy danh nghĩa biểu diễn kịch tính mà còng tay hắn lại. Alexander lúc này còn không biết nguy hiểm đang đến gần, còn cợt nhà hỏi Cassandra tên là gì. Nina Fisher. Cưng vừa nói cái gì cơ? Tôi nói tôi tên là Nina Fisher. Alexander tất nhiên đã nhớ ra chuyện gì đó, những lời trêu chọc lố bịch về cô y tá quyến rũ đã chuyển thành phẫn nộ. Nhưng rất nhanh anh ta đã nhận ra Cassandra. Cô là bạn thân của Nina. Đậu mé, mày là bạn của Nina. Alexander tưởng rằng Cassandra xuất hiện ở đây để tống tiền, nhưng tất cả những gì Cassandra muốn chỉ là sự thật. Tôi không làm bất cứ cái gì cả. Chúng tôi lúc đó chỉ là những đứa trẻ. Ôi trời, thế đấy, tôi lại một lần nữa được nghe những điều này rồi. Nghe này, biết đâu cô ấy sau đó đã hối hận thì sao? Đúng nhỉ, chắc cô ấy đã hối hận lắm, tôi chẳng làm cái gì cả sai rồi. Mày đang nói cái gì vậy hả? Thấy người đàn ông đó vẫn cố gắng lươn lẹo. Khăng khăng nói mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm mà thôi, Nina lúc đó cũng rất vui vẻ, hưởng thụ. Mãi đến khi Cassandra nói ra về sự tồn tại của video đó, tên cặn bã này mới bắt đầu biết cục đuôi cáo lại. Thái độ hùng hùng hổ hổ vừa nãy dần dần biến thành sợ hãi cầu xin Cassandra tha cho mình. Nhưng mà tôi chẳng làm cái quái gì sai cả. Cô ấy đã phải thôi học. Một người đang đứng nhất toàn khối lại thôi học. Vì để chăm sóc cho cô ấy, tôi cũng phải làm như vậy. Hai chúng tôi đều rời khỏi đó rồi. Anh ngược lại thì được tốt nghiệp loại ưu, tiền tài danh vọng đầy đủ. Đã bao giờ anh làm thấy hối lỗi chưa? Hay là khi nghe thấy tin cô ấy thôi học, anh đã thở phào nhẹ nhõm? Cô hãy nghe tôi nói này, tôi cũng đã phải chịu ảnh hưởng rất nhiều. Cô hiểu chứ? Ý tôi là đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi chàng trai. Khi bị buộc tội như vậy, vậy anh có đoán được cơn ác mộng tồi tệ nhất của mỗi cô gái là gì không? Nina phải đem theo nỗi ô nhục mà đáng nhẽ ra tên đó phải chịu mà rời khỏi thế giới này. Mà lần này, Cassandra cũng muốn hắn ta đem theo cái chết của Nina dằn vặt cả đời này. Cô muốn khắc tên của Nina lên trên người của hắn ta, tên đó điên cuồng dãy dụa chống trả. Ngay lúc chiếc kim sắt đâm vào người của hắn ta, thì còng tay bỗng bị hỏng. Hắn ta quay người khống chế ngược lại Cassandra, nhìn thấy cô không ngừng dãy dụa. Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, dùng chân áp chế cánh tay không ngoan ngoãn của Cassandra. Sau đó lại lấy gối úp thẳng vào mặt cô, dần dần tiếng rên rỉ, phản kháng, càng ngày càng yếu đi. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của mày. Cassandra muốn trừng phạt tên cặn bã đó, còn tên cặn bã đó lại chỉ muốn cô chết. Ngày hôm sau, những người bạn tìm đến chỗ anh ta, hắn giả vờ khóc lóc cầu cứu bọn họ. Người bạn vô tri cũng cặn bã y hệt vội vàng an ủi hắn. Đây không phải là lỗi của mày. Ta không biết nữa, ta cảm giác như là, không, 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 không phải như vậy. Người bạn nói đây chỉ là một sự cố mà thôi, tất cả bọn tao đều có thể đứng ra làm chứng cho mày. Tối hôm qua, mày đã về nhà rất sớm, chỉ cần tiêu hủy hết chứng cứ là xong thôi. Chỉ cần tất cả mọi người đều không nói, vậy thì tức là mày đã không còn ở đây nữa. Chẳng bao lâu, dưới núi xuất hiện một đám khói, nó giống như tượng trưng cho sự thù hận và phẫn nộ của Cassandra vậy. Hành động trả thù của cô không nói cho bất kỳ ai cả, cho dù bố mẹ có báo cảnh sát cũng không thể nào điều tra ra được. Cho đến khi họ tìm đến chỗ người bạn trai cũ của Cassandra, Ryan, khi cảnh sát nói cho anh biết chuyện Cassandra đã mất tích. Anh lập tức biết được đó là vào hôm tổ chức buổi lễ độc thân đó, nhưng anh ta không hề do dự nói rằng bọn họ đã chia tay, không còn liên lạc lại sau đó. Lần này anh ta vẫn lựa chọn cách im lặng, dù sao thì anh ta cũng chỉ là một người đứng ở bên ngoài quan sát thôi mà, không phải sao. Không lâu sau đó, hôn lễ được cử hành đúng như dự tính, chú rể nắm tay cô dâu ở lễ đường vô cùng tình cảm. Như thể đôi bàn tay này chưa từng giết người vậy, người bạn của hắn là người chứng hôn đứng lên phát biểu rất hiên ngang. Còn có thời gian đến trò chuyện với Ryan, giễu cợt về thân hình bốc lửa của bạn dâu. Nhưng lúc này, điện thoại của Ryan đột nhiên vang lên, người gửi đến vậy mà lại là Cassandra. Đây là một tin nhắn hẹn giờ, bên trên nhắn là, chắc anh không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy mà kết thúc chứ. Tất nhiên là không rồi. Đồng thời lúc này, vị luật sư duy nhất thành tâm ăn năn trong vụ này cũng nhận được một bưu kiện. Bên trong là chiếc điện thoại di động chứa đoạn video đó, và kế hoạch di chuyển của Cassandra. Cassandra đã đưa cho ông cơ hội chuộc lỗi cuối cùng, cô nói với ông rằng, nếu như mình mất tích rồi, thì phải báo cảnh sát ngay. Vị luật sư cũng làm theo đúng lời hứa, thế là tiếng còi cảnh sát vang lên khắp khu rừng. Kẻ giết người vào giây phút ý nghĩa nhất của cuộc đời mình, ở trước mặt tất cả những người thân thiết nhất bị cảnh sát bắt đi. Đây chính là hình phạt mà Cassandra dành cho hắn, sau khi giết người hủy xác xong. Thì thứ chờ đợi anh ta không chỉ là những song sắt trong tù, mà còn có thể là tội chết. Cassandra dùng cái chết của mình để làm chứng cứ. Hoàn thành được bước cuối cùng trong công cuộc báo thù. Cô gào thét lên toàn bộ sự phẫn nộ của mình, tiếng gào thét này cực kỳ thảm thiết. Không chỉ là sự suy sụp của một cô gái, mà nhiều hơn chính là sự thối nát của xã hội hiện tại. Những kẻ xấu xa khi nghe thấy những tiếng gào thét đó, có bao giờ làm thấy cắn rứt lương tâm không nhỉ? Những người ngoài cuộc đứng quan sát sau khi nghe được lời gào thét đó, bàn tay đã bao giờ ngập ngừng muốn can ngăn chưa? Năm đó, kẻ cặn bã lấy cái cớ tuổi trẻ bồng bột để lấp liếm tất cả. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ. Kẻ đứng ngoài quan sát thì thờ ơ, được cười thật đấy, tại sao cậu lại tức giận với mình chứ?
khi công lý không thể được thực thi ngay, Cassandra chỉ có thể tự mình gồng lên chống trả lại những gươm giáo tệ hại của cuộc đời này. Một kết quả như vậy được định sẵn là thảm hại, nhưng cũng may, bộ phim cũng để lại một chút dịu dàng, ấm áp cuối cùng. Tiếng gào thét của cô cuối cùng cũng được người ta đáp lại, có lẽ chỉ cần một chút sự cảm thông và thấu hiểu, có lẽ chỉ cần một chút hối hận, ăn năn, thì tiếng khóc cũng có thể thay đổi được số phận. Đồng thời, Cassandra càng giống như một chiếc chuông báo thức không ngừng nhắc nhở mọi người. Không chỉ là đang nhắc nhở bọn họ, còn đang nhắc nhở chúng ta. Nếu như những lời gào thét đó được đáp lại sớm hơn một chút, nếu như những lời kêu cứu đó được giúp đỡ sớm hơn một chút, thì những cô gái đó có lẽ sẽ có một tương lai sáng lạn hơn và cái được gọi là chính nghĩa mới thật sự không hổ thẹn với sứ mệnh của mình. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đừng quên nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.